Như đã biết trong bài học, trước khi kích vào một biểu đồ, ta sẽ có menu ngữ cảnh Chart Tool. Và ở tab Layout sẽ có các nút lệnh để tùy biến từng thành phần trong biểu đồ, như tiêu đề bản tính, nhãn dữ liệu, trục hay đường gióng, vân vân. Ta hãy cùng tìm hiểu cách tùy biến từng thành phần đó. Trước tiên là với trục, ta có hai lựa chọn với Primary Horizontal Axis cho trục nằm ngang và Primary Vertical Axis cho trục thẳng đứng. Với trục nằm ngang, ta có thể lựa chọn None, tức là không hiển thị trục ngang, hay Show Left to Right Axis để thể hiện trục từ trái sang phải như trạng thái trục hiện tại. Lựa chọn kế tiếp là thể hiện trục mà không có nhãn, Show Axis Without Labeling. Và cuối cùng là thể hiện trục từ phải sang trái, Show Right to Left Axis. Hãy thử áp dụng các lựa chọn đó. Thứ nhất là không thể hiện trục. Bạn có thể thấy ta có trục tung nhưng không có trục nằm ngang là trục hoành. Hãy chọn lựa chọn khác. Thể hiện trục mà không có nhãn. Ta đã có trục nằm ngang nhưng không có nhãn dữ liệu nên không biết được các điểm dữ liệu thể hiện cho mặt hàng nào. Và cuối cùng là thể hiện trục từ phải sang trái như các bạn đang thấy. Có lẽ trạng thái ban đầu là phù hợp nhất nên tôi sẽ chuyển quay lại thể hiện trục từ trái sang phải và có nhãn. Nhãn dữ liệu đã được hiển thị lại, tuy là hơi bị mất nội dung một chút nhưng không vấn đề gì, ta sẽ có thể sửa lại chúng sau. Bây giờ tiếp tục tìm hiểu về trục tung. Đối với trục tung, ta cũng có lựa chọn là không hiển thị, hiển thị trục mặc định, hiển thị với đơn vị hàng nghìn. Ta sẽ thử xem. Lúc này trục tung sẽ thể hiện số liệu với đơn vị hàng nghìn, ví dụ ở đây là 50.000, 100.000 và 150.000. Ta cũng có thể hiện với đơn vị hàng triệu, hàng tỷ và logarit. Hãy cùng quay lại với giá trị mặc định. Show the full axis. Để tùy chỉnh chi tiết hơn cho trục tung, ta vào hộp thoại Format trục bằng cách kích More Primary Vertical Option. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn điểm bé nhất hoặc lớn nhất của trục. Ví dụ tôi đổi điểm lớn nhất thành 500.000. Khoảng cách đơn vị chính và khoảng cách đơn vị phụ hiển thị đơn vị, cách đánh dấu các mốc trên trục hay vị trí giao với trục hoành, vân vân. Đó là về trục. Để thêm đường gióng vào cho đồ thị, ta chọn Grid Line. Với Primary Horizontal Grid Line là dành cho các đường gióng nằm ngang. Bạn có thể chọn không có đường gióng như hiện tại, hoặc thể hiện đường gióng chính hay đường gióng phụ, hoặc cả đường gióng chính lẫn đường gióng phụ. Ở đây tôi sẽ lựa chọn hiển thị đường gióng chính. Và đó là các đường gióng chính nằm ngang. Với đường gióng thẳng đứng, ta chọn hiển thị đường gióng phụ. Tôi sẽ bỏ đường gióng đứng vì nó không cần thiết. Ta có tiếp theo là Plot Area, là khu vực hình. Ta có thể chọn nền cho hình vẽ bằng cách chọn More Plot Area Option. Ở trong ô điền Fill, chọn Solid Fill là điền màu đặc. Ở trong phần Fill, bạn có thể chọn Solid Fill là điền màu bình thường hoặc điền màu thay đổi từ từ. Trong phần tô màu Fill, bạn có thể chọn điền màu bình thường Solid Fill hoặc điền màu thay đổi Gradient, hoặc cả chọn ảnh nền Picture or Texture Fill. Nếu muốn chọn ảnh nền từ một file của bạn, bạn có thể kích File, chọn ảnh nền. Ví dụ, ta cũng có Pattern Fill là điền theo các kiểu mẫu. Và Automatic là kiểu mặc định. Hoặc bạn cũng có thể chọn No Fill là không điền. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh về đường viền của khu vực hình vẽ hay bóng hoặc các hiệu ứng khác. Khi khu vực hình vẽ đang được chọn, bạn có thể thay đổi kích thước của nó bằng cách kéo các nút điều khiển. Tôi sẽ để như thế này để ta có dễ dàng quan sát được tên thiết bị ở phía dưới. Trong khu vực nhóm nút Label, ta có các nút chỉ thị nội dung dữ liệu như
tiêu đề của biểu đồ. Bạn có thể chọn vị trí cho nó. Ở đây tiêu đề chèn lên phần hình vẽ nhưng không vấn đề gì vì ta có thể chỉnh sửa lại chúng sau. Ngoài tiêu đề của biểu đồ, ta cũng có tiêu đề của các trục, với horizontal là trục hoành. Bạn có thể nhập nội dung vào nếu muốn. Và vertical là trục tung. Nếu cần chú thích trong biểu đồ, ta có thể vào legend. Chọn legend với vị trí của nó, ví dụ ở bên phải. Đây chính là legend. Thêm nữa ta có cả lựa chọn về nhãn dữ liệu. Chọn một vị trí cho nó. Giá trị của dữ liệu sẽ hiện ở mỗi điểm trên hình vẽ biểu đồ. Thậm chí bạn có thể cho cả bảng dữ liệu vào trong biểu đồ với tùy chọn Data Table và chọn Show Data Table. Sau khi thao tác như vậy, biểu đồ của chúng ta đã trở nên rất hỗn loạn. Có lẽ ta phải bỏ đi một số thứ. Ví dụ tôi sẽ bỏ đi Data Table, chọn Data Table và chọn None. Và cả chú thích dữ liệu. Chọn None cho chú thích dữ liệu. Excel cũng cho phép ta bỏ các thành phần trên biểu đồ bằng cách trực tiếp xóa chúng. Ví dụ tôi chọn tiêu đề trục hoành, ấn nút Delete trên bàn phím. Nó cũng sẽ tương tự như chọn None ở trên Horizontal Axis Title.